Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Cát Bi thành phố Hải Phòng. Tại sân bay Cát Bi, Thủ tướng đã nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ triển khai dự án xây dựng nhà ga hành khách T2. Thủ tướng yêu cầu đơn vị cố gắng triển khai nhanh, nhất là với số vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng cho nhà ga và sân đỗ, cần đẩy nhanh tiến độ thi công 3K4 kíp. Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng cần mạnh dạn chủ động nghiên cứu đầu tư một số công trình trong sân bay như đường băng, khắc phục khó khăn về cơ chế chính sách, miễn là không được để xảy ra tham ô, tham nhũng và tiêu cực. Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng trình phương án tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vận dụng làm như công trình ở sân bay Tân Sơn Nhất trong quý 3 năm 2023 phải xong thủ tục. Bộ Quốc phòng và thành phố Hải Phòng hoàn thành công tác bàn giao đất trong quý 3 tới. ACV cần phải hoàn thành xây dựng công trình trong một năm.